tỉnh Điện Biên hiện có 211.354 trẻ em, trong đó có 2.759 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 54.013 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị tại các cấp, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả rõ nét trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được quan tâm, đưa vào bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, khẳng định trẻ em được sống trong điều kiện tốt hơn, quyền trẻ em ngày càng được thực hiện, bảo đảm an toàn và đầy đủ hơn. Trẻ em có nhiều cơ hội được hưởng lợi và tiếp cận các dịch vụ tốt để phát triển toàn diện hơn, phát huy tốt hơn quyền tham gia của mình tại gia đình, nhà trường và xã hội. Diễn đàn Trẻ em tỉnh Điện Biên năm 2019 là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để trẻ em được bày tỏ những mong muốn chính đáng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm và trách nhiệm của các nhà hoạch định chính sách, các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và thực hiện quyền tham gia của trẻ em nói riêng. Đây cũng là cơ hội để các bác lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách và người lớn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, khuyến nghị của trẻ em về các vấn đề mà trẻ em đang quan tâm. Từ đó có những kế hoạch hành động và có những giải pháp hữu hiệu hơn nhằm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, quy định trong luật trẻ em và các mục tiêu đã phê duyệt tại các chương trình, kế hoạch hành động đã được phê duyệt hàng năm và cả giai đoạn 2016-2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho các em được phát triển một cách toàn diện. Với mục tiêu vì một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong hơn 10 năm qua, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam đã luôn đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong việc cải thiện an sinh của trẻ em tại 4 huyện thuộc chương trình Điện Biên Đông, Tuổi Chùa, Tuần Giáo và Mường Trà. Thông qua các can thiệp toàn diện về bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng, sinh kế và bảo trợ lồng ghép. Trong đó, đặc biệt thúc đẩy việc đưa tiếng nói, các tâm tư nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề mà trẻ em quan tâm tới các cấp, ra quyết định, thông qua diễn đàn trẻ em được tổ chức hàng năm tại cấp xã, cấp huyện vùng dự án. Trong năm 2019, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân 4 huyện Tuổi Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông và huyện Mường Trà tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề Trẻ em về các vấn đề về trẻ em với sự tham gia của gần 1.000 trẻ em, đại diện và sự quan tâm hưởng ứng vào cuộc của các cấp các ngành từ công tác chuẩn bị cho diễn đàn đến phiên đối thoại để lắng nghe những tiếng nói tâm tư nguyện vọng của trẻ em. Huyện thì cũng tăng cường để công tác lãnh chỉ đạo, nhất là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện bằng các hình thức, kể cả báo viết, báo nói cũng như các pano áp phích để tuyên truyền cho nhân dân biết về những cái sự tác hại của vấn đề xâm hại trẻ em cũng như là cái việc là tảo hôn, để từ đó là nhân dân dần dần có những cái thay đổi về nhận thức cuộc sống để dần dần để chấm dứt cái tình trạng bạo lực trẻ em cũng như là việc hôn nhân tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Tại diễn đàn, các vấn đề trẻ em quan tâm đã được các nhóm trẻ em đại diện đưa ra thảo luận trình bày với các cấp lãnh đạo như xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực trẻ em, tảo hôn trẻ em, mua bán trẻ em, bóc lột sức lao động ở trẻ em, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em và vấn đề trẻ em tự tử lá ngón, an toàn cho trẻ em trong môi trường mạng. Với từng vấn đề, các em cũng đề xuất những khuyến nghị cụ thể tới các cấp trong thời gian tới để giải quyết, như thiết lập đường dây nóng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, xây dựng hệ thống loa phát thanh tại cấp thôn, bản để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ trẻ em, hay cần phải xử lý nghiêm hơn nữa những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Theo em hiểu, quyền trẻ em là trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, để nhằm mục đích là để trẻ được phát triển toàn diện về mọi mặt, cũng như là để trẻ em phát triển trong một môi trường lành mạnh và an toàn. Buổi diễn đàn ngày hôm nay, mong muốn của chúng cháu là các bác lãnh đạo có thể mở ra những cái khu vui chơi để cho chúng cháu có thể vui chơi và mở ra các lớp tập bơi để cho chúng cháu bơi an toàn và không bị đuối nước ạ. Đến với diễn đàn này, cháu có một mong muốn nho nhỏ, đó chính là các bác, các cô, các chú sẽ quan tâm thật nhiều hơn nữa đến trẻ em chúng cháu, tổ chức nhiều các hoạt động hơn nữa đến cho chúng cháu để được tham gia, và đặc biệt là quan tâm đến những trẻ em có đặc biệt hoàn cảnh khó khăn như là trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi ạ. Như vậy sẽ tạo ra một nguồn động lực cho trẻ em tham gia nhiều hơn, xây dựng tương lai đất nước mạnh hơn ạ.
Như vậy, có thể nói trọng tâm của diễn đàn trẻ em là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa. Diễn đàn không chỉ tạo cơ hội cho trẻ em tại các xã dự án, mà còn ưu tiên cho các trẻ em nằm ngoài xã dự án thuộc 4 huyện nhằm tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho các em và giải quyết triệt để các vấn đề của trẻ em toàn huyện đang gặp phải. Các hoạt động của chương trình sẽ tập trung vào chăm sóc và bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ về bị xâm hại, bị bóc lột sức lao động, về tảo hôn, phòng chống mua bán người, di cư an toàn và sử dụng Internet an toàn. Bên cạnh đó thì Tầm nhìn thế giới chương trình Mừng tuổi chùa cũng hỗ trợ và giúp những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mà bị ốm nặng, bị những bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh tại các tuyến ở tuyến huyện, tuyến tỉnh và trung ương. Chúng tôi cũng đã triển khai ở cơ sở, và trong quá trình triển khai thì bà con các dân tộc ở các xã thì người ta cũng rất là phấn khởi. Qua công tác tuyên truyền, công tác tổ chức diễn đàn trẻ em thì chắc chắn phần nào ít nhiều thì đối với các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh là người dân tộc ở vùng sâu vùng xa thì cũng là phần nào hiểu biết và cũng là phần nào có những cái kỹ năng giao tiếp nhất định trong gia đình của mình. Như vậy có thể thấy, thông qua diễn đàn trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, không chỉ được nâng cao các kiến thức kỹ năng mà còn được giao lưu kết bạn trong hòa bình. Quan trọng hơn, trẻ em được trình bày nguyện vọng, được đối thoại trực tiếp với cấp lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách tại diễn đàn. Và các khuyến nghị của trẻ em sẽ là căn cứ, cơ sở cho các cấp lãnh đạo nhằm xây dựng được các chương trình hành động, các kế hoạch để góp phần giải quyết các vấn đề trẻ em đang gặp phải trong giai đoạn tiếp theo, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại, bạo lực và buôn bán dưới mọi hình thức, vì một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.